Em là Nguyễn Bình Phương, em hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nghề nghiệp của em là UI designer, thiết kế giao diện hình ảnh website, ứng dụng điện thoại và game. Anh biết đây cũng là sở trường của Huy đó phải không Huy? Nước tăng lực Rockstar mới, bóng đột siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Dạ thì đây cũng là một sở đoản của em thôi. Sở đoản. Đúng rồi. Em từng làm những trò chơi về bậc biến giải biết luôn. Đa phần em sẽ làm board game. Điểm mạnh của em là cái ứng dụng điện thoại ạ. Giống như ứng dụng về y tế, thị trường chứng khoán ảo, có một số ứng dụng về bất động sản này nọ. Lĩnh vực cũng rất là rộng nha. Mỗi khi mà em chuẩn bị làm cái gì đó liên quan lập trình game, em sẽ mang theo cái bao da đó hả? Dạ, cái này để bảo vệ nhịp tim của em. Ôi hả? Lần đầu tiên anh thấy đó nha. Ủa nhưng mà nãy giờ em nói về cái công việc của em nó cũng sẽ có một chút liên quan tới cái thử thách ngày hôm nay hay sao em? Dạ, cái công việc của em thì nó không hề liên quan lắm ha. Ủa dạ hả? Vậy thì cô gái nhỏ bé của tôi, hôm nay cô đến đây, cô mang đến cái thách thức gì cho chương trình? Là cung. Đây là cung thi đấu chuyên nghiệp ạ. Như vậy tính ra là em cũng là một vận động viên thi đấu chuyên nghiệp ở bộ môn bắn cung hả? Dạ không, em chỉ chơi vì đam mê thôi. Như chúng ta cũng đã biết, Bình Phương mới chỉ tham gia tập luyện cái bộ môn này trong khoảng 3 năm nay thôi. Cho nên chương trình không đặt ra những yêu cầu thử thách quá khó. Cái hồng tâm không phải là quá xa mà nó gần thôi, từ vị trí này đến vị trí ban giám khảo. Anh ơi, mình đổi thử thách khác được không ạ? Không ạ. Em, 3 cái tấm bia phía trước, em có thể cho anh biết rằng ví dụ trong 30 giây em bắn mỗi bia dính được bao nhiêu tên? Phương ơi, em xinh lắm, trước khi trả lời anh khẳng định em rất là xinh đẹp. 4-5 mũi gì đó. 4-5 mũi. Vậy thì trong 3 người đàn ông bên trên, 2 người đàn ông bên đây đã có gia đình hết rồi. Người đàn ông còn lại áo lung linh nhất, lóng lánh nhất là đang ở không. Em có muốn trong 30 giây xỉa vô 4-5 mũi tên đó không? Em ơi, anh mượn lệnh Xuân Bắc. Em rất xinh hiện tại. Em trả lời. Đây là cái phần thử thách sẽ dành cho Bình Phương. Cô ấy sẽ đứng ở cái vị trí trên chiếc bục kia, khoảng cách với cái đích là 12 mét. Và trước cô ấy là một cái tấm lưới B40. Tiếp sau đó là một cái quạt với cánh quạt đang quay. Cô ấy sẽ chỉ có 3 mũi tên thôi. 3 mũi tên là 3 cơ hội dành cho em. Chỉ cần một mũi tên của em bắn xuyên qua được 2 chướng ngại vật này và phải trúng hồng tâm, có nghĩa là ở cái màu vàng nhỏ đó, cái vòng tròn màu vàng nha quý vị, chứ còn qua màu xanh hay màu hồng là không tính. Em có biết là khi bắt đầu em xuất hiện ấy thì trong đầu anh sẽ chạy một loạt những cái người mà anh biết về bắn tên. Người đầu tiên hiện ra trong đầu anh đó là Robin Hood. Khi em đứng trên này, hình ảnh của em cho anh gợi nhớ đến một vận động viên, có thể nói là một trong những vận động viên xuất sắc nhất về bắn cung của Việt Nam bây giờ, đó là bạn Ánh Nguyệt. Và tôi có thể xem bạn Ánh Nguyệt thi ở Olympic Nhật Bản vừa rồi. Thì em cũng xinh đẹp như thế. Anh phải nói là cái khoảng cách này không phải là khoảng cách khó, nhưng mà cái khó nhất của em là qua cái lỗ B40, rồi qua cái cánh quạt kia kìa. Nó sẽ phân tâm rất là nhiều. Cái ánh sáng trường quay nó rất là yếu, nó làm cản trở thị lực của bạn. Đúng ơi, mà trong khi đó mất kính đấy. Dạ dạ đó đó, bạn lại đi mất kính. Em cần mấy độ? Em cần mấy độ? Dạ em bị loạn. Loạn luôn. Ui trời ơi, loạn. Mấy độ em? Dạ loạn 3 độ rưỡi. Có 3 độ rưỡi thôi chứ không có bao nhiêu hết trơn. Loạn 3 độ rưỡi. Ánh sáng đã yếu rồi nhưng mà cái màu sơn của hai cái vật cây nhiễu này này, nó cũng không phải là một màu sáng nữa để có thể dễ nhận diện nữa. Nó là một màu rất là tối. Em ơi, nói thật lòng là cái thứ này với em nó có khó hay không? Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 Vie Channel.